lâu chà gần giá chạy kỹ luôn, khổ cùng khổ rồi, cá hết được cái bông cái đoạn. Gắn cắt cho bà con, cắt xong rồi thì mình cứ dỡ thùng ra chà gần đó, bạn gói đóng rồi. Ờ giờ nó đóng coi nè, còn cái gì nữa trời. Nói chung cũng chạy kỹ cho bà con nha các bạn. Nhưng nói chung cái này thì mình kỹ là có thể rồi. Gán hết mức luôn. Gán là tối đa đó. Kỹ tối đa cho bà con. Các anh tài xế thì anh cũng chạy kỹ. Chạy rồi ảnh lâu lâu chà gần. Gán chạy kỹ luôn. Khổ cùng khổ rồi. Gán hết được cái bông cái đoạn. Chú máy anh qua anh quay bên cái chiếc máy của anh Hiền bên đây đó nè. Đó, trong lẻ nha. Cũng đang chạy lúa sập nằm nước luôn. Nói chung là chạy lay gai không đó, không ai chạy lẻ được. Lên máy luôn rồi. Sáng có mấy đám mưa đó mà lúa nó sập một cái hết hồn luôn các bạn ơi, sập nằm nước của bà con hết trơn luôn. Rồi, tài xế thì tiếp tục xuống chà gần thôi nha các bạn. Phải nói luôn chưa? Chơi là hết mình với bà con luôn. Gắn cắt cho bà con. Cắt xong rồi thì mình cứ dỡ thùng ra chà gần. Đó bạn gói đóng rồi. Ờ giờ nó đóng coi nè. Còn cái gì nữa trời. Hết hồn chưa các bạn. Thứ này nó ra hết trơn luôn. Bởi giờ buộc phải chà ha. Ở anh em cắt tí xíu là phải chà vậy nè các bạn, để cho đỡ ha, đỡ hơn hụt nha. Hả lấy bao hút luôn rồi, trời, tới công chuyện luôn rồi nè. Chứ giờ nó bít mẹ chứ, ngày giờ không hút thì nó đâu xuống đâu. Rồi lấy bao hút luôn. Đó, hút bỏ cái bao luôn nè. Ok à. Khổ chưa các bạn? Cỡ nè. Cỡ này đó. Quá trời đóng luôn mà. Đúng vậy này, hốt bỏ bao chứ giờ mình đưa vô đó là nó cũng xảy ra nữa à. Đưa nó sàn bớt đó. Bởi vì lúa nó sập nằm nước quá nhiều.
đúng là chưa có đợt nào như lần này các bạn. Phải nói là bão dập liên tục và toàn là bão ngay đợt lúa cắt không nha. Anh em hút hết lúa trong đây là chạy đặng đừng cho nó ra lúa đó các bạn, vì nó đóng như vậy là nó ra lúa ha. Cái này cũng anh em cũng kỹ cho bà con nha. Nói chung mình làm ăn mà các bạn, lúa mà nó ra gọn cái thì mình cũng nhóc ruột nó nói chi chủ ruộng. Thấy gì mà cũng được mấy bao kìa. À thấy gì cũng nhiều lắm chứ bộ trời. Hai công mà cắt chưa rồi đâu, còn bên kia một cỡ nửa công nữa này, công rưỡi cái gì. Tính ra bao cũng nhiều lắm á. Này cũng còn mấy lam nữa lận. Rồi, 300 lẻ bên đây cũng đang quào. Quay phim cả. Anh chủ máy anh quay phim rồi. Live stream luôn ha. Rồi, bây giờ anh em ấy xong rồi nè các bạn. Qua bao lúa này làm sao? Ồ, bỏ anh bà luôn. Để xử lý sao? Đó, anh em ồ, dục bên cổ luôn. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục chạy nữa các bạn. Bây giờ anh em làm sạch gần, sạch lưới hết đó. Tiếp tục chạy nữa thôi. Vô cái gì vậy? À, vô cái cọng dây à. Ok, 100 lẻ ở đây đang hút cày cày luôn. Sạch thì mày ha, sạch làm nước không luôn á chứ có phải sạch không đâu. Rồi tiếp tục chạy nha các bạn. Nói chung là nhờ anh em chạy kỹ cho bà con nó cũng đỡ các bạn. Anh thấy mà hơi đóng gần đóng lưới là anh em là ngừng lại để mình là làm gần và nhờ mấy ảnh hút lúa ra nãy là để cho nó đỡ ra lúa các bạn. Và bây giờ chạy là nó sẽ đẹp lại thôi. Có gì khổ bằng cảnh này.
sắp tới mùa cắt lúa mà vô mùa bão là đắm đuối, rút nước không kịp với ông trời nha các bạn, lúa sập mà rút nước còn không kịp với ông luôn.